nhị phu nhân. Con Giang Hoàng đáng chết ngươi. Ta kêu ngươi đi tới Bắc Diện còn phải ba lần bốn lượt. Đừng tưởng là ngươi giúp lão gia đối dỗi Tông Đường thì bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Cái bụng của tôi. Đừng có lấy bụng của ngươi ra hù ta. Lão gia và phu nhân coi đứa bé trong bụng ngươi là bảo bối, nhưng mà nó không có ý nghĩa gì với ta. Nói ngươi biết, ta không thèm đâu. Tôi biết là cô rất hận tôi. Nhưng mà đứa trẻ vô tội, tôi chỉ xin cô đừng làm hại tới con của tôi. Ngươi yên tâm, ta không những không làm hại tới đứa trẻ trong bụng của ngươi, ta vẫn còn giống như ban đầu, nuôi dưỡng nó nên người đàng hoàng. Nhị phu nhân, tôi vẫn không hiểu được ý của cô. Sau khi ngươi sinh con ra, ngươi hãy lập tức cút về quê cho ta. Tới chết cũng không cho ngươi được tiến vào Tô gia nửa bước. Tôi sẽ không về quê nhà đâu. Tôi muốn được ở bên cạnh con của tôi. Chuyện này không do ngươi quyết. Nó là do tôi mang thai 9 tháng, là cốt nhục của chính tôi. Tại sao cô lại muốn chia cắt mẫu tử chúng tôi chứ? Tại sao hả? Bởi vì ngươi chỉ là một nha hoàn rửa bô, trời sinh ti tiện, Tô gia không dung nổi ngươi. Nhị phu nhân, tôi biết là tôi trời sinh ti tiện, tôi có thể không cầu vinh hoa phú quý. Tôi chỉ xin cô đại từ đại bi. Tôi xin cô đại từ đại bi cho tôi được ở lại bên cạnh con tôi. Lấy cái tài thuốc của người ra. Nhị phu nhân, nhị phu nhân, cút đi. Con da đầu đáng chết. Người chết thì chết một mình đi, còn hắt dầu vô ta. Đây là đôi giày mới của ta, người chán sống rồi hả? Con da đầu đáng chết. Ta nói người biết, ta không chỉ là nhị phu nhân của Tô gia, ta còn là hồng nhân trước mặt của Tô gia. Nếu người dám không nghe lời ta, vậy thì chính là đi tìm đường chết. Người có hiểu hay không vậy? Số ta khổ, ta chấp nhận, nhưng mà ta không thể để con của ta chịu khổ. Nhất định lão gia vẫn chưa biết được chuyện này đâu. Đúng, mình phải tìm lão gia. Cứu mạng, cứu mạng, có ai không, có ai không, cứu tôi với. Cứu mạng, cứu mạng, cứu tôi với. Cứu lão gia, lão gia, cứu tôi với. Lão gia, lão gia, cứu tôi, cứu tôi. Ổn quá, Hoàng, ổn quá, Hoàng, ổn quá. Đại nhân, Hoàng ổn quá. Ta không phải đại nhân, đứng dậy rồi nói. Đại nhân, xin người hãy thay Lan Bình đáng thương, còn có cả đứa con trong bụng của cô ấy mà làm chủ đi, đại nhân. Có người chưa qua đó. Ngài hãy nhận chủ đi, đại nhân. Xin ngài, xin ngài. Có chuyện gì vậy không biết? Đại nhân cứu tôi, cứu tôi sống rồi hả? Đại nhân cứu tôi. Cái đồ đáng chết nhà ngươi, đừng nghĩ là con tiện tỳ đó đã đắc thế thì ngươi sẽ được giữa hơi mà nổi. Tôi không có. Lão gia đã dặn dò như thế nào hả? Những chuyện trong nhà không được đem ra ngoài nói, còn dám chạy tới phủ Ngụy gia còn đánh trống làm loạn. Người đang đánh trống kêu quan cho ai chứ? Nhưng mà không có một tối nào tôi không thấy Lan Bình khóc nói với tôi cô ấy rất oan uổng. Kêu người im miệng ngươi còn nói, ta đánh chết ngươi. Thế nào hả? Ngươi đau lòng rồi sao? Ngươi là tình nhân quả hay sao chứ? Ta quản giáo gia đầu Tô gia, ta không tới lượt ngươi lo đâu. Kêu cô dừng tay, cô không nghe thấy sao? Các ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là phu nhân của Tô gia.
Nha hoàn đó là ta bỏ tiền ra mua về, ta muốn làm thế nào thì làm thế đó, không tới lượt ngươi. Cô nương này đã đánh trống ở bên ngoài để kêu oan. Chuyện của cô ấy là chuyện của huyện nha này, ta nhất định xen vào. Tôi nghe nói tên huyện thế gia này không sợ cường quyền, tôi thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chuyện mà Tô phu nhân ta muốn làm, ai dám cản chứ? Bắt lại. Dạ. Ờ, đúng đó. Ôi trời, lá gan cũng lớn lắm. Chuyện mà Tô phu nhân ta muốn làm, các ngươi cũng dám cản. À, trời, các ngươi có biết lão gia ta là ai nói không? Tô Diệu Tổ là ai hay không? Trời ơi, rất phải phân xử sao cho lão công gia nhà mà. Của ta có chỗ dựa ở trong triều đó. Hơn nữa, cái nhà môn này cũng là lão gia ta bỏ tiền ra xây. Người của Tô gia, các người đắc tội nổi sao? Thế lực của các người lớn cỡ nào ta không cần biết. Ta chỉ biết là Dương Tử phạm pháp cũng đồng tội thứ dân. Nếu các người dám làm hại cô nương này, đúng rồi, ta sẽ làm theo phép công, trấn áp các người. Ta sẽ làm theo phép công. Đúng rồi đó, ai dám động ta, ta sẽ làm cho hắn nếm đủ mùi đau khổ. Bắt lại. Ai dám động ta, ai dám động ta chứ? Cái đám người các ngươi gan cũng to quá đó chứ. Nhìn thấy y phục trên người các ngươi là cùng một bọn hả? Chẳng qua là chó coi cửa ở nha môn thôi, không có tư cách bắt ta đâu. Ngươi còn nói hồ đồ, ta sẽ không khách sáo đâu. Có bản lãnh thì làm đi. Nếu như mà ta có chuyện gì bất trắc, các ngươi còn có cái tên đội mũ ô sa ở bên trong, ta sẽ khiến hắn không còn làm quan được luôn. Ghê vậy, thế lực lớn dữ vậy. Làm đi, ra tay đi. Chứ còn gì nữa. Thế nào, sợ rồi hả? Biết được Tô gia ta nhà lớn nghiệp lớn, ngươi không chọc nổi đâu. Chờ chút. Trời ơi, cô đang nhắn ngoài tới rồi kìa. Đại nhân, cô hiểu lầm rồi. Vì huynh đệ này không phải là người gan nhỏ sợ chuyện gì, chẳng qua huynh ấy là sợ cái tên đội mão ô sa không có gan. Bây giờ nghề làm quan ai cũng mong quan như hổ, làm quan như chuột, có vài tên có gan đồng ý gánh vác mọi chuyện. Ngươi cũng là một người hiểu chuyện, nhìn thấy quần áo trên người của ngươi cũng rất lịch thiệp, chắc cũng là người trong nha môn hả? Ta đã nhớ ngươi rồi, sau này nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ nói với lão gia ta đề bạt ngươi thật xứng đáng với công ngươi. Còn với con chó coi cửa này, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, ta giao cho ngươi giải quyết đó. Ta còn có chuyện quan trọng cần làm. Nguyệt Nhi, dẫn Thái Nhi đi về cho ta. Tôi không muốn bị Tô nhị phu nhân dẫn về đâu. Nếu bị bà ấy đem về nhất định sẽ bị đánh chết. Đại nhân ơi, xin hãy cứu tôi đi. Kêu ai là nhị phu nhân hả? Đồ da đầu miệng thối, ta đánh chết ngươi. Không đánh người. Quá trời, lại là một con chó giữ cửa. Đem đi. Khoan đã, còn có chuyện gì nữa? Đã ai cho cô đi chưa? Ta chưa từng gặp ai lại hung dữ chanh chua giống như cô. Trước cửa quyền nha lại dám ăn nói săn bậy, hành động như ở chốn không người. Thấy được bình thường cô đã hành động ngang ngược cỡ nào. Cho ngươi chút thể diện, ngươi lại tưởng là ta coi trọng ngươi sao? Ngươi biết ta là ai hay không? Ngươi chọc nổi không hả? Điêu phụ to gan, ngươi để dám ở trước cửa quyền nha ăn nói săn bậy như vậy sao? Hôm nay nếu như bổn quan không đem ngươi ra trừng trị, chỉ sợ là sau đại quyền Tam Hà của ta sẽ không còn dương pháp. Người nói cái gì? Đúng rồi, đại nhân nói đúng rồi. Không có dương pháp là có ý gì đây? Vậy ý người nói chúng ta tạo phản sao? Đúng vậy, chính là nói người tạo phản. Rốt cuộc ngươi là ai hả? Người đứng trước mặt ngươi chính là huyện lệnh huyện Tam Hà, Bành đại nhân. Trời ơi, đại nhân đó là cái phong thái của đại nhân mà. Chính là biết liền. Quy yêu. Nói. Đại nhân, Lan Bình và Thái Nhi là đồng hương. Năm chúng tôi lên 8 tuổi bị cha mẹ bán vô phủ của Tô lão gia làm nha đầu. Lão gia tuy có thê thiếp rồi nhưng mà không có con, cho nên rất mong có con. Thấy Lan Bình trẻ trung xinh đẹp nên nổi máu háo sắc. Bình Hưng. Dạ.
Những chuyện ta căn dặn ngươi làm, lo làm mau đi. Dạ đại nhân. Nói tiếp đi. Sau đó Lan Bình đã có mang con của lão già trong bụng. Con A Quạt đê tiện. Phu nhân đừng nói nữa. Nếu ngươi còn xen vô thì sẽ bị phạt kỹ. Đại nhân, tôi sai rồi. Ngài coi tôi chừng yếu tay mềm như vậy, không chịu nổi đòn rồi. Vậy thì giữ cái miệng của mình đi. Dạ. Nói tiếp đi. Lão gia sắp xếp Lan Bình sống ở tương phòng của Nam Diện để dưỡng thai. Hả? Dưỡng Phúc, Dưỡng Phúc à, Dưỡng Phúc. Hả? Hả? Nãy giờ huynh có nhìn thấy Tam phu nhân Lan Bình ở đâu không? Cứ làm theo những gì ta nói ha. Dạ phu nhân. Dưỡng Phúc, huynh. Dưỡng Phúc. Thái Nhi, ngươi ở đây làm gì vậy? Nhị phu nhân, tôi tới để tìm Tam phu nhân đó. Đúng là đúng đó mà. Nhà đầu Lan Bình ở bên Nam Diện, người tới Bắc Diện của ta để làm cái gì chứ? Nhưng mà phu nhân ơi, trong phủ những nơi nào cần tìm tôi đã tìm hết rồi, chỉ có Bắc Diện là chắc tôi... Chắc nghĩ ta giúp nó trong Bắc Diện để ngược đãi hay sao? Đúng là tốt mà. Cái thai trong bụng Lan Bình chính là cốt nhục của lão gia. Ta cưng chiều nó, chăm sóc cho nó còn chưa kịp nữa, làm gì đắc tội với nó. Ta thấy là người muốn bị đòn mà. Nhị phu nhân, nhị phu nhân, thôi bỏ đi, đừng so đo làm gì. Thái Nhi, phu nhân nói đúng rồi đó. Sao cô không hiểu chuyện vậy? Người nói cái gì vậy hả? Bực mình quá đi. Nè Dưỡng Phúc, ngươi nói rõ một chút đi. Nó khờ, ngươi còn khờ hơn. Người có mà nói được sao? Hả? Lan Bình, huynh nhìn thấy Lan Bình hả? Huynh nói Lan Bình ở trong này. Lan Bình, một đêm trước khi Lan Bình sinh con thì mới phát hiện cô ấy bị chết đuối dưới giếng. Thu Quan, Quyền Nha có nhận được báo án không? Không có. Tới 20,000 người, nghiêm trọng như vậy, tại sao không báo cho quan phủ chứ? Lão gia nói Lan Bình đã tự trượt chân rớt xuống giếng, còn dặn đây là chuyện xấu trong nhà, không nên nói ra bên ngoài. Ngày đêm hôm đó cũng đã cho người vớt thi thể của Lan Bình lên, đặt vô trong quan tài, đem ra ngọn núi phía sau chôn rồi. Ngươi nè phu nhân. Cho nên ngươi tới Quyền Nha cỏ trống kêu quan, thì hai vị này đây mới vội vàng tức tốc tới ngăn cản. Đại nhân, Lan Bình đã chết rất là oan ức, xin đại nhân hãy rửa oan cho mẹ con cô ấy đi mà. Nếu như lão gia Tô gia đã thừa nhận cái chết của Lan Bình là ngoài ý muốn, thì ngươi tại sao cứ một mực kêu quan làm gì chứ? Từ khi chuyện Lan Bình có mang đứa con của lão gia được truyền ra bên ngoài, ở sau lưng mọi người đều xì xào bàn tán, là không biết Lan Bình đã dùng chiêu trò gì để dụ dỗ lão gia. Lan Bình xấu hổ mặc cảm, từ ngày ngay cả Nam Diện cũng không bước ra nửa bước, thì làm sao có thể tới Bắc Diện được chứ? Rồi làm sao có thể tự nhiên trượt chân rớt xuống giếng được? Tôi nghĩ Lan Bình chắc chắn đã bị người khác xô xuống giếng rồi. Đại nhân, xin ngài hãy minh xét tận tường, xin hãy giải quan cho Lan Bình đi đại nhân. Luật trời công bằng, nhân nào quả đấy. Nếu như mẹ con Lan Bình thực sự bị người khác hãm hại, bổn quan nhất định sẽ tìm ra hung thủ, sẽ xử tội chết, trả lại sự công bằng cho mẹ con của Lan Bình. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vụ án này xem ra có vẻ không hề đơn giản chút nào. Để ta coi thử Bành Bằng người
xử lý thế nào đây? Bổn quan hỏi ngươi, nếu như ngươi cho rằng cái chết của mẹ con Lan Bình là không bình thường, vậy chắc là trong lòng ngươi đã có sự nghi ngờ. Đại nhân, tôi nghi là tôi Thái Nhi, nếu như đại nhân đã hứa sẽ trả lại công bằng cho mẹ con họ thì có nghi ngờ gì? Cứ việc nói đi. Tôi nghĩ có thể Lan Bình mang thai. Nhị phu nhân luôn thấy Lan Bình như là cái gai trong mắt, cái dầm trong thịt. Đó bậy bạ cái gì vậy? Mẹ con ăn hoài tát chết kìa. Phu nhân, phu nhân, người đừng làm vậy nha. Phu nhân, đừng mà phu nhân. Ăn hoài tát chết. Phu nhân, dừng tay. Lão sư. Phu nhân, phu nhân. Được rồi, đừng sợ nữa, nói tiếp đi. Tôi Thái Nhi, con A Hoàng đáng chết kia, Lan Bình cũng đã chết rồi, ngươi còn vu oan cho ta. Ngươi nhất định muốn ta chết chung hay sao chứ? Đại nhân, oan cho tôi lắm. Con da đầu Thái Nhi từ ngày giỏi ăn biến làm, tôi chỉ nói nó có mấy câu, bây giờ nó tới vu oan cho tôi. Đại nhân à, tôi thực sự không có giết Lan Bình, tôi hoàn toàn vô tội mà. Bốn quan hỏi ngươi, chẳng lẽ xưa nay ngươi chưa bao giờ cảm thấy hận Lan Bình sao? Phải nói cho thật. Tại sao, tại sao các người muốn vu oan cho tôi? Tôi không thể nào ở đây. Tôi ở đây chắc chắn sẽ bị các người hại tới chết. Tôi muốn tìm lão gia nhờ người phân xử. Tôi muốn tìm lão gia. Cản lại. Phu nhân. Dạ, dạ. Các người ai dám cản ta? Nhị phu nhân, người hãy mau về đi. Phu nhân. Lão, ở chốn công điện hả để người ngang tàng vậy sao? Tắt miệng. Đại nhân, đại nhân xin khai ơn. Phu nhân. Đại nhân khai ơn. Đại nhân, thật sự xin lỗi, đã làm phiền rồi. Đại nhân đang xử lý án, người không liên quan không được bước vô. Chúng tôi không phải là người không liên quan. Vị này đây là cô. Không phải, là cô của Thiên Bá. Rồi, cũng không phải, đây là phu nhân của Tô Gia. Bây giờ nha đầu của Tô Gia đang minh quan, thì đương nhiên mọi người nên nghe phu nhân của Tô Gia nói như thế nào rồi. Cho họ vô đi. Dạ, dạ. Đại nhân, cô nói là Lan Bình đã bị té xuống dưới giếng sâu và chết đuối rồi, vụ án này không cần tra nữa. Làm gì có chuyện đó? Bổn quan đang điều tra xét khỏi án, các người ngang nhiên xông vào là đáng trị tội. Bổn quan vẫn chưa phán quyết thì ngươi đã tùy tiện ngắt lời, gây sự hiểu lầm, tối càng năng thêm. Dạ, xin đại nhân thứ tội. Dạ, dạ đại nhân. Công tử ơi, mau quỳ xuống, nhanh lên quỳ xuống đi. Gì vậy chứ? Ta và Bành đại nhân đâu phải là không quen biết. Trời, có gì chúng ta có thể từ từ thương lượng. Trời ơi, ở đây là nha môn, phải có quy tắc chứ. Quỳ xuống, quỳ xuống đi. Trời ơi, đây đâu phải là hoàng cung, tại sao ta phải quỳ? Ngươi im đi. Phi chủ, đây là chốn công đường. Ngươi dám coi thường công đường, ngươi không sợ bị phạt roi hay sao? Hả? Ngài muốn đánh tôi sao? Hậu đường chúng hình. Đại nhân, nếu muốn đánh thì đánh tôi đi, tôi chịu đòn giỏi hơn, xin cứ đánh, cứ đánh. Hậu đường dũng hình. Ê trời ơi, hai tên nha đầu này cũng thiệt là, lại còn khúc gỗ thu quan nữa. Hậu đường dũng hình nghĩa là chỉ làm bộ vậy thôi đi cho có mà, cần phải hiểu để diễn cho khớp chứ. Trời ơi, thiệt là bực mình quá. Phi Vũ, đại nhân đã nói hậu đường dũng hình rồi, mau đi thôi. Đại nhân, do dân phụ sốt ruột xông vào công đường, xin đại nhân tha cho phi công tử. Bổn quan đã là quyền lên quyền tâm hạ, há dễ để ngươi coi thường công đường. Nếu như
Hôm nay ta dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, sau này ở chúng công điện dân làm sao phục. Tiêu rồi, nếu tên nhà đầu đó cứ tiếp tục gây chuyện vậy thì giả cũng biến thành thiệt luôn. Ây trời ơi, nếu thật sự cách cách bị xử phạt rồi thì Bành đại nhân sắp gặp chuyện rồi. Không được, mình phải tới giúp họ, tới làm người hòa giải. Ý. Ây trời ơi, cứu tinh tới rồi. Lần này mình không cần phải ra mặt nữa. Các người đánh ta thật hả? Các người có biết ta là ai hay không? Ta là... Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Thiên bá. Xin cho thiên bá nhận hình phạt thay cho phi vũ. Thiên bá. Nè, cậu mau đứng lên đi. Thiên bá, chuyện này là như thế nào vậy? Phi vũ cũng là vì cô tôi, cho nên mới ngang nhiên xông vào công đường, xin đại nhân thứ tội. Cô cậu à, Dân phụ chính là người họ Hoàng. Đại nhân, tiêu chủ tiêu cục Hoàng Tam Thái chính là gia quynh. À, quá ra là như vậy. Tôi phu nhân Tiểu Liên. Vậy hai người đều đứng lên đi. Cô đứng lên đi ha. Bổn quan kể từ khi nhậm chức đã được thiếu tiêu chủ giúp đỡ rất là nhiều, hơn nữa giúp bổn quan nhiều lần xử án, nên lần này các người xông vào công đường, bổn quan sẽ bỏ qua không truy cứu. Đa tạ đại nhân. Quá à, vốn dĩ bao nhiêu người ở đây phải quỳ sắp lớp, nhưng gặp được hoàng công tử, đại nhân lại phá luật khai ân, không phải quỳ nữa. Trời, thiên bá, huynh đúng là có quy thiệt nha. Đừng có nói nữa. Thái Nhi và cả hai người nữa đều đứng lên đi. Tô phu nhân, có phải là bà muốn nói gì về chủ án này không? Bẩm đại nhân, dân phủ có thể dùng mạng mình bảo đảm Lan Bình đúng là đã tự rớt xuống giếng sâu và chết đuối, không hề có oan khuất. Phu nhân, người coi Lan Bình không khác gì con ruột của mình mà. Sao người có thể để cô ấy phải chết oan chứ? Thái Nhi, đừng có dự chuyện. Tô phu nhân, Thái Nhi cô nương cảm thấy nghi ngờ ở điểm là Lan Bình vốn dĩ ở bên Nam Diện, tại sao khi sự việc xảy ra lại ở bên Bắc Diện? Về sự việc này, không biết là Tô phu nhân cảm thấy như thế nào? Bẩm đại nhân, Lan Bình và tôi tình như mẫu tử. Buổi tối trước ngày Lan Bình gặp chuyện không may, Lan Bình tới Bắc Diện để thăm tôi. Phu nhân. À, Lan Bình, sao cô tới đây? Mau ngồi xuống đi. Thật ra ở trong phòng ngoài thấy ngột ngạt quá. Tam phu nhân cho mời ngồi. Tôi muốn tới Bắc Diện dạo một vòng. Sao vậy, bị mất cái gì sao? Là viên cổ ngọc mà lão thái thái để lại cho ta. Viên ngọc đó là báu vật gia truyền của Tô gia. Nếu như ta tìm không được viên ngọc cổ thì dù tới chết ta cũng không mặt mũi nào gặp lại người. Phu nhân, người đừng nói như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua trong nhà chưa từng bị mất một thứ gì, nên tôi tin là nhất định sẽ tìm được thôi. Người hãy nhớ kỹ lại coi, ngoài căn phòng này ra người còn đi đâu nữa không? Buổi chiều ta có ngồi ở trong sân một chút. Tú Nhi cũng đã tìm qua rồi mà vẫn không có. Tú Nhi tính tình rất hời hợt, cho dù viên ngọc quý có rớt ngay trước mũi chân cô ấy cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Hay là để tôi cùng đi tìm phụ nha. Ai trời ơi, tuyệt đối không được. Nếu lỡ như cô bị động thai thì ta sẽ trở thành tội nhân của Tô gia. Phu nhân, người yên tâm đi, tôi xuất thân từ nha đầu nên gân cốt mạnh mẽ, chắc da chắc thịt. Hơn nữa từ nhỏ tôi lớn lên ở Bắc Diện nên không có ai rảnh Bắc Diện bằng tôi đâu. Cứ để tôi đi tìm giùm người cho. Thực sự không cần đâu Lan Bình, thực sự không cần. Được rồi phu nhân, người yên tâm đi. Nè Lan Bình, Lan Bình, tôi tớ nói lại, Lan Bình bị chết đuối ở dưới giếng sâu. Trách bản thân tôi lúc đó đã không cản Lan Bình. Đại nhân minh xét,
Lan Bình rất rành bắt diện, lại thông minh lanh lợi. Nếu không bị người khác ngầm hãm hại thì sao có thể tự rớt xuống giếng được? Rất là có lý. Hey, theo lời cô nói thì Lan Bình chắc là rớt xuống cái giếng đó từ chiều đó. Trong một căn nhà lớn có đông người như vậy, tại sao các người lại không nghe được những tiếng gào thét kêu cứu? Hơ, ta thấy chuyện này chắc chắn không bình thường. Lúc đó mọi người đều chú tâm lo tìm Ngọc Gia truyền, đâu ai còn có thời gian để nghe tiếng kêu cứu gì nữa chứ. Hơ, chẳng lẽ tất cả người trong mọi căn nhà đó ai cũng bị biết hết sao? Đừng có nhiều chuyện nữa. Thằng ngươi. Nè, phu nhân. Đúng là vụ án này có quá nhiều nghi chứng. Thu Quan. Dạ. Quynh lập tức tới ngay Tô phủ, điều tra thật tỉ mỉ sự việc xảy ra. Dạ, đại nhân. À, tôi cũng đi. Phi Vũ, đệ đi làm gì chứ? Còn không mau cùng tạ lỗi với đại nhân đi. Hả? Đệ tạ lỗi hả? Thoái đường. Trốn.